Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của Dì Ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã bạo hành tra tấn cháu Vân An. Có thể nói đã hơn một năm trôi qua và đến ngày hôm nay chúng ta đang chờ đợi một cái phiên tòa phúc thẩm cũng như là một cái phiên tòa được diễn ra ở phiên tòa cấp cao, nó sẽ khác hoàn toàn so với phiên tòa sơ thẩm. Và đây cũng là một cái sự mong mỏi của tất cả người dân chúng ta đã chờ đợi hơn một năm qua, là sẽ thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội đồng phạm giết người. Và có lẽ hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2, nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được cái lý do thực tế, là cái nguyên nhân Trang và Thái vì sao lại ra tay tàn nhẫn một cách vô lương tâm, một cách mất nhân tính, một cách tàn bạo nhất từ trước đến nay. Tại sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ như vậy mà trong khi đó Vân An có tội gì đâu. Em vẫn nói với tất cả quý vị và các bạn, giữ nguyên cái quan điểm của em là em ủng hộ việc là đòi lại công bằng cho Vân An, chứ em không ủng hộ gia đình của mẹ bé Vân An. Bởi vì người mẹ không đấu tranh thì em sẽ không ủng hộ, còn em chỉ ủng hộ cho cháu thôi. Bởi vì chúng ta không phải là như những cái lời bình của bác Vân An là yêu thương cháu là phải yêu thương mẹ cháu. Không có đâu quý vị, không có gì đó đâu. Đấy là do những cái người mà gọi là như lòe thiên hạ thôi. Còn em thì em yêu thương cháu, không nhất thiết phải yêu thương mẹ cháu. Bởi vì mẹ cháu có yêu thương cháu đâu mà yêu thương mẹ cháu. Và người đau là ai? Người đau là Vân An, chứ không phải người đau là chị Hạnh. Có lẽ đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được cái lý do chính xác là vì sao là Trang và Thái lại ra tay tàn nhẫn với Vân An như vậy. Và Trang có khai rằng là cái nguyên nhân để đánh Vân An ấy, thứ nhất là do là Vân An là học dốt, không chịu học bài. Nhưng mà sau này đã được minh chứng rồi là Vân An là một người rất là ngoan, học rất giỏi, có giấy khen. Thì vậy thì tại sao Vân An vẫn bị ăn đòn? Bởi vì đấy là cái thú tính ngấm trong máu, đấy là cái sự tàn nhẫn và độc địa, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, không thể đổ lỗi cho bất cứ một cái lý do gì. Còn Thái thì lại tại sao lại nói là nhu nhược? Nhu nhược lại đồng tình, ủng hộ về mặt tinh thần để giúp sức về cái mặt ở đây là đánh trực tiếp Vân An. Trong những cái ngày mùng 7, mùng 9, 10, 11, 12 thì có những cái ngày là hai lần Thái tham gia đánh cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là vừa ủng hộ về mặt tinh thần, vừa đồng lõa về cái mặt là tra tấn, thì những cái vết thương đó nó cũng có để lại cái thương tích là cái vết khâu trên đầu, hồ sơ bệnh án là bệnh viện VNX đã có. Vậy thì chúng ta đang thấy rằng là cái niềm mong mỏi của người dân chúng ta là phải xử lý nghiêm Thái sang tội đồng phạm, còn Trang sẽ là ở mức tử hình. Thì em nói với tất cả mọi người là hiện nay là đến ngày hôm nay chúng ta chỉ biết cái nguyên nhân ở đây là Trang có khai là những cái lần đánh như vậy là vẫn chưa biết được cái lý do vì sao đánh. Bởi vì là bây đến bây giờ quý vị thử nghĩ xem là vì cái lý do nào. Thì Trang và Thái có về quê ở Gia Lai, quê của Trang ấy, và nói rằng là hai người sẽ kết hôn với nhau vào năm sau. Thì có thể nói là Vân An sẽ là cái gai trong mắt của Trang, nên là Trang mỗi lần mà Trang bức xúc cái chuyện gì đó, Trang sẽ chút cái cơn hận này lên người của cháu An. Cũng như là Trang là muốn có con với Thái, mà Thái thì lại không muốn có con với Trang. Nhưng mà Thái khai trong cái phiên tòa phúc thẩm ấy, trong cái phiên tòa sơ thẩm ấy, ngày 25 tháng 11, Thái khai rằng là Thái chỉ muốn có hai đứa con duy nhất trên đời và không muốn có thêm con với Trang. Vậy đây là một câu hỏi là Thái có nói như vậy có đúng hay không? Chắc chắn là không đúng. Nếu như mà Thái nói là chỉ có sinh hai đứa con duy nhất trên đời, vậy thì tại sao Thái lại là tàn nhẫn ra tay với chính đứa con mình đẻ ra như vậy? Đúng không? Nếu như Thái thực sự nói là Thái chỉ đẻ hai đứa con duy nhất trên đời, vậy thì tại sao Vân An lại là một nạn nhân trong tay của Thái? Em nói với mọi người là nếu như Thái mà bênh vực con, yêu thương con thì không bao giờ Trang làm được điều đó. Và Thái có khai rằng là Thái muốn quay trở về để chăm sóc mẹ già, chăm sóc cho Lâm An. Vậy thì có khi nào sẽ chăm sóc luôn cả mẹ của Vân An là chị Hạnh không? Đúng không? Có thể nói là em nói với tất cả mọi người là cái sự việc vẫn có thể xảy ra chứ. Thái có điều kiện về kinh tế, gia đình có điều kiện, đúng không? Gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh mà có điều kiện mà. Thì chị thì làm bên bảo hiểm, không thiếu gì ngoài tiền. Vậy thì có thể đó là Thái đi tầm 4-5 năm rồi là sẽ quay trở về tiếp tục lại chăm lo cho con. Và hay là có thể gia đình đã hứa hẹn cái điều gì đó với gia đình của chị Hạnh hay không? Nên là vì một cái mật ngọt, nói chung là vẫn có cái tình cảm gì đó để dành cho Thái, nên là bây giờ không có kháng cáo, không có tham gia nữa. Mà có thể nó là đã bỏ cuộc để tha thứ cho Thái ở cái mức 8 năm tù. Em nói với mọi người là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn đang đợi chờ là có thể nhất trong phiên tòa phúc thẩm là cấp cao ấy, thì sẽ diễn ra trong cái thời gian là cuối của tháng 2, đầu của tháng 3. Bởi vì là cái thời gian 90 ngày sẽ thông báo trước cho gia đình tầm trước 15 đến 20 ngày. Thì em nói với tất cả mọi người là chúng ta đã rất là chờ đợi cái phiên tòa phúc thẩm sẽ được diễn ra. Mà em nói với mọi người là em cũng không trông đợi là tòa phúc thẩm là bằng cái trông đợi là thay đổi tội danh.
nhưng mà phải ở phiên tòa phúc thẩm thì mới thể hiện tội danh được. Nên là chắc chắn trong phiên tòa phúc thẩm thì sẽ phải xem xét lại tất cả những cái điều gọi là luật sư kiến nghị. Luật sư Thơm tại sao lại phải gửi hai cái đơn kiến nghị lên những cái nội dung ở đây là lên chủ tịch nước? Nhưng mà chủ tịch nước ở đây em có một thông tin là chủ tịch nước của chúng ta bây giờ đang là đảm nhiệm ở đây là nữ, thì em nghĩ rằng là những cái luật sư làm cái đơn bây giờ gửi đến chủ tịch nước ấy là sẽ đến cái tay chủ tịch nước mới, thì là một người phụ nữ thì có thể chủ tịch nước sẽ xem xét và sẽ nghiêm minh để trừng trị. Em rất là mong như vậy ha, em rất là mong cái đơn này sẽ đến tay chủ tịch nước đương thời bây giờ ha, đang đảm nhiệm bây giờ đó, Võ Nguyễn Thị Ánh Xuân hay Võ Thị Ánh Xuân gì đó ha, bà Xuân. Em mong rằng là bà Xuân sẽ đọc được cái thông tin đó và bà sẽ xử lý thật nghiêm cặp đôi này để răn đe cho xã hội, bởi vì đây là một vụ án điểm đó, một vụ án điểm mà lại có sự tàn nhẫn như vậy là đến chứng từ một người cha ruột. Thì tại sao trong vụ việc này chúng ta lại phải nói rằng là Thái phải chịu cái mức án cao hơn là Trang? Bởi vì Thái là người cha, không bảo vệ con mà lại tham gia cùng hành hạ. Người dân chúng ta rất là bức xúc. Tại sao là một vụ án này mà cả hàng triệu người dân đứng lên, là có những người còn viết đơn để gọi là kiến nghị để yêu cầu xử lý nghiêm. Luật sư chúng ta đã kiến nghị hai lần rồi. Em tin chắc rằng là luật sư kiến nghị như vậy thì sẽ đến được tay những cái người mà luật sư cần kiến nghị, thì chắc chắn họ sẽ xem được những cái bản án và họ sẽ biết được cái nội dung và họ sẽ yêu cầu rằng là phải xét xử lý thật nghiêm. Bởi vì là luật sư Thơm đã nói rồi là chỉ cần giảm đi thương tích có phần trăm thì sẽ thay đổi tội danh, sẽ không phải là ở cái mức ở đây là 8 năm tù giam nữa, mà có thể là sẽ sang ở cái mức là cố ý gây thương tích, đúng không? Có thể là tầm 15 năm hay là sang 20 năm cũng được. Nói chung là bây giờ chúng ta chỉ cần mong là thay đổi cái mức 8 năm thôi, không biết bao nhiêu năm. Và em cũng rất là mong rằng là có thể phiên tòa phúc thẩm sắp tới thì luật sư Thơm chúng ta sẽ tiếp tục là đấu tranh, và cũng có thể nói là vì cái tình cảm luật sư Thơm đã dành cho Vân Lan giống như là một đứa con gái vậy quý vị. Luật sư đã nói rồi là dù có bất cứ lý do gì luật sư vẫn sẽ đi đến cùng của vụ án này và đòi lại công bằng cho con. Nói chung là cái tình yêu của luật sư Thơm còn lớn hơn cả người mẹ. Người mẹ thì bây giờ đã bỏ cuộc rồi, đúng không? Xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được thanh thản. Sau cái phiên tòa sơ thẩm thì người mẹ không đến, rồi là có thêm cái sự gọi là một cái màn kịch được diễn ra so với lại bác ruột của Vân An, để vẽ lên một cái nội dung là người mẹ đã ngất xỉu khi đi trên đường, khó thở rồi là quay về, rồi là người mẹ sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng. Nhưng mà kết thúc lại thì người mẹ chả đấu tranh gì, người bác cũng chả chia sẻ gì. Những cái thông tin mà kiến nghị em nói với tất cả quý vị các bạn này, cái nội dung kiến nghị mới nhất vào ngày 4 tháng 2, luật sư Thơm đã gửi đơn kiến nghị đến những cái nơi có thẩm quyền, thì không có một cái lượt like nào đến từ người bác ruột của Vân An, hay là một lượt bình luận nào gọi là ủng hộ, có một sự chia sẻ nào đến từ người bác. Bởi vì họ đã quá là gọi là bây giờ họ lo cuộc sống của họ rồi, họ cũng gọi là cần an nhàn để thảnh thơi rồi, còn người cháu ra đi trong đau đớn thì họ cũng buông xuôi, bởi vì họ chỉ coi trọng những cái gì ở hiện tại thôi. Nên là em nói với mọi người là đến thời điểm bây giờ, tất cả người dân chúng ta vẫn yêu mến Vân An, vẫn nói chung là vẫn đứng lên để đòi lại công bằng cho con. Và em cũng mong muốn rằng là những cái thông tin sắp tới đây sẽ là một thông tin, những cái thông tin vui, là sẽ có thông tin về phiên tòa cấp phúc thẩm và cấp cao ấy sẽ được diễn ra và sẽ xem xét cái nội dung luật sư Thơm kháng cáo, cũng như là luật sư Thơm có kiến nghị là sẽ không bỏ lọt tội phạm đối với Thái, bởi vì Thái là cái người đồng phạm. Chúng ta thấy rõ ràng không, là Thái có tham gia đánh Vân An và Thái là cái người cho phép Trang ra tay trong ngày đó. Nhưng mà em phải nói với tất cả mọi người là cái sự tàn nhẫn và cái vô lương tâm nó cũng còn đến với cả những cái người luật sư mà bảo vệ cho Thái nữa cơ, đúng không? Họ bảo vệ cho cái ác. Tất nhiên là luật sư nào cũng vậy, nghề nào cũng vậy thì nó phải có hai mặt. Nhưng mà ở đây cái sự việc nó quá tàn nhẫn. Mức độ mà luật sư ở đây còn lên, quý vị còn nhớ không? Phiên tòa phúc thẩm luật sư của bên Thái có nói rằng là luật sư lại bị áp lực vì dư luận quá. Luật sư áp lực nhưng mà lại luật sư ở đây làm việc ở đây là vì có tiền. Áp lực cái gì? Áp lực thì có thể là không tham gia, đúng không? Luật sư ở đây vẫn gọi là vừa muốn ăn nhưng mà vừa muốn lên thanh minh. Đó, vẫn muốn ăn, vẫn muốn thanh minh. Luật sư còn nói rằng là luật sư rất là áp lực vì cái nội dung là bảo vệ cho Thái và gọi là vấn đề là không muốn ấy, nhưng mà nói chung là chắc là vì nhiều tiền quá nên vẫn bảo vệ. Em nói với tất cả mọi người là cái sự tàn nhẫn này nó đến từ rất nhiều người. Và trong vụ việc này đây là một cái vụ việc mà được dư luận còn rất là quan tâm. Mà hiện nay em nói với tất cả mọi người là tuy không có thông tin nhưng em vẫn theo đuổi đến cùng. Dù có một cái thông tin nhỏ nhất em vẫn sẽ phân tích. Em vẫn đang chưa hiểu được là Thái và Trang tại sao lại tra tấn với Vân An một cách tàn nhẫn như vậy. Đến cái ngày hôm nay là chúng ta vẫn chưa biết lý do. Trang cũng có khai rằng là Trang không biết vì cái lý do nào. Có thể nói là cho con bé ăn những cái đồ ăn thừa của ngày hôm qua. Cái ly nước trái cây ép đó cũng vẫn từ ngày hôm qua. Đó thì quý vị thử nghĩ xem. Đến cái ngày mà gọi là không, ví dụ như không học thuộc bài, không làm được theo ý của Trang, Trang sẽ bắt nhịn ăn đến tận 24 tiếng cả một ngày, 12 tiếng đến 24 tiếng cả một ngày. Và khi mà khát nước quá thì VA còn phải uống cái nước ở trên vòi rửa tay. Quý vị thấy không? Uống cái nước trên vòi rửa tay bởi vì không cho uống nước. Đó, bắt là không cho ăn uống. Đến khi mà đói lả, bây giờ không cho ăn uống thì ăn bắt ăn tô bún thừa ngày hôm qua.
Đó nên là bây giờ mình có cái lý do đây là cháu ăn uống ba hộp sữa, sữa cũng là sữa chua từ ngày hôm trước, rồi là những cái đồ ăn đều từ đồ ăn thừa. Như thế không? Đấy là một cái sự, đấy là đến từ một cái người gọi là mang cái danh gì ghẻ, không phải gì ghẻ nào cũng xấu, nhưng mà con Trang là một cái người gọi là hết sức tàn nhẫn của gọi là cái người cuối cùng của xã hội này, cần phải được nghiêm trị. Và đặc biệt hơn nữa thì là người cha này cũng là như vậy, bởi vì không phải người cha người mẹ nào cũng thương con. Cái vụ việc của VA này nó đến từ hai người, người mẹ cũng không thương yêu gì con, người cha cũng chẳng thương yêu gì con. Nên là Vân An ấy ở đây là sống từng năm trên cõi đời này là được sự yêu thương của quý vị khán giả, yêu thương từ luật sư Thơm. Đến cái ngày cháu mất đi rồi thì cái tình yêu thương đó cũng chả đến từ người mẹ, bởi vì nếu như người mẹ yêu thương con thì chẳng có bao giờ có một chuyện là một năm trời người mẹ đã không đến thăm con. Người mẹ không có nghèo khổ như mọi người nghĩ đâu, cũng làm một cái chức lớn trong ngân hàng, cũng là nhà đình có điều kiện, có gia giáo, cũng là người hiểu luật, chứ đâu phải là một người nông dân quen để mà một năm đến thăm con. Nên là em nói mọi người là đừng có đùn đẩy cho cái vấn đề đây là thời gian đùn đẩy cho cái lý do nào đó, mà hãy tự bản thân của người mẹ này cũng là một người tàn nhẫn ha. Em cũng sẽ cố gắng cập nhật thông tin mới nhất. Em nói với quý vị rồi, em ủng hộ Vân An chứ em không ủng hộ gia đình của Vân An. Những người yêu thương Vân An thì em sẽ ủng hộ, còn ai không yêu thương mà họ có thể nói là bảo vệ cho cái gì mà gọi là xứng đáng là thanh thản ấy thì em sẽ rất là bức xúc ha. Khi nào có thông tin về phiên tòa phúc thẩm thì em sẽ cập nhật ngay, và em cũng ngày nào cũng vậy, em cũng vẫn sẽ nói, sẽ phân tích về những cái nội dung mà đã xảy ra để cho tất cả mọi người sẽ có cái nơi để theo dõi, cũng như là hiện tại có rất nhiều người đã gửi cái đơn để gọi là kiến nghị là xử lý nghiêm cặp đôi này ha. Em cũng mong là Thái sẽ phải thay đổi tội danh sang cái mức là đồng phạm cơ, chứ không phải là ở mức 8 năm. 8 năm thì quá nhẹ nhàng với chúng, và cái mức 8 năm chỉ là mức hành hạ thì em nói là chưa phải, bởi vì hành hạ ở đây là nó không có để lại thương tích, mà Vân Nam thì có thương tích ở trên đầu, có vết khâu và có cái vết cắt tóc ở trên đầu, và cái vết đánh thì em có nói tất cả mọi người là trong vòng có hơn thời gian là 10 ngày mà đến hơn gần 121 lần đánh, mà sức đánh của một người lớn, quý vị thử nghe xem, gãy 2-3 cái xương sườn thì em nói mọi người là không thể nào mà chịu được cái nỗi đau đó, không ai có thể nói là chịu thay được đâu. Nên là em nói với tất cả mọi người là chỉ mong sao là cái bản án sẽ phù hợp hơn, là đồng phạm, còn cha sẽ tử hình chỉ sẽ làm cái bản án hợp lý hợp tình nhất quý vị nhá. Và video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc với gia đình và người thân. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.